Hello, xin chào tất cả các bạn nha, đã đến với kênh Cúc Bi Nguyễn Phạm nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái vịt cá bên trại mình đang có nha. Ở đây là full red BDS quay tròn nha các bạn. Cái này là cá trống nha. Thì cá này mình đang bán là 60k một cặp nha các bạn. Còn bên đây là bộ cá của mình, là bộ Metan Blue Tail nha các bạn. Bộ này là mình đang bán với giá 150 nha, lên Metan đẹp luôn nha các bạn. Bộ này là có mình đã được đặt cúp luôn nha. Đây mình đã đặt cúp bên show của Korea nha các bạn. Còn bên đây á là cốt eribon, loại này á là đang dưới tay thì mình đang bán với giá là 150.000 một cặp. Còn bên đây là bộ của mình nè, bộ này mình rất là tâm huyết nha. Bộ này là cốt e phin sai long e. Thì bộ cái e phim sai long e này á, thì mình đang bán giá 1.000.000 một cặp nhú tai nha các bạn. Đây là cá tơ nha các bạn, còn nếu mà cá tơ á, chưa lên tay á, thì mình bán 600k nha các bạn. Còn bên đây á, là bộ cái e sọt phim sai long e nha các bạn, cái e si thu nha các bạn, nó si thu lên long e nha các bạn, đó super sọt luôn. Này là cái e phim sai nha các bạn, cá tơ nha. Này cá tơ luôn nha các bạn. Đây là Corex E Super Sọt nha các bạn. Corex E Super Sọt này á thì mình đang bán giá 100k một cặp nha các bạn. Còn đây là bộ Blue Tobat nha, Blue Tobat Pistel nha các bạn. Blue Tobat Pistel thì mình bán 100k một cặp nha. Đây là trống nha, đây là trống Blue Tobat nha. Còn ở dưới này là máy nè, máy Blue Tobat. Máy là đuôi bự luôn nha, chuẩn đuôi thi luôn nha các bạn. Đó, chỉ có 100.000 thôi là các bạn đi thi được luôn nha. Máy là bung nè, bung thấy bung đuôi đã không? Đó, thấy máy bích tèo không các bạn? Ở này có đây Finsay. Này trống. Coi đến em Finsay nha các bạn. Còn đây là bộ Metan Blue Tail nha. Đó, cá thi của mình nha các bạn. Đây là bộ Tiger King Cobra các bạn. Tiger King Cobra này á thì cũng bộ cá thi mình luôn nha. Đó các bạn nhìn thấy đẹp không? Còn bên đây á là mấy cái dòng cá mình nuôi ở thay nha. Đây cái này là Corex E nha. Corex E thì này mình đang bán là giá 70k một cặp nha các bạn. Full tai lưng sâu nha. Full tai lưng sâu nha. Các bạn thấy cá đã giờ, ở này là full red nha. Full red cá con mình nha. Các bạn thấy cá con đã không? Cá con mình này, cái này mình nuôi ngoài trời luôn nha. Đây là full red BDS nha các bạn. Đó, các bạn nuôi cá, nuôi khay là phải có cá chịu kiến nữa nha, cho nó sạch sẽ cái hồ nha các bạn. Đây là cá cơ tơ nha. Đây là cá giống mình nè, cá giống mình nè, thấy không? Đó, cá giống mình nha. Rồi, mình giới thiệu cho các bạn thêm một dòng nữa nha. Dòng này là Ivory Harpoon nha các bạn. Vây BDS nha. Dòng này mình đang bán giá là 200k một cặp nha các bạn. Đó, chuẩn đuôi BDS Harpoon nha. Các bạn nhìn thấy rõ con cá chưa? Vây BDS nha. Mấy giọt cá này mình vô nền đen á thì nó sẽ nổi lên màu xanh rất là đẹp nha các bạn. Đó, giờ mình sẽ giới thiệu cho thêm các bạn thêm một dòng thủy sinh dành cho mấy bạn mới tập chơi nha. Đây full gon gen full tai, nó dãy leo lên tới mỏ luôn nha. Dòng này thì mình đang bán với giá là 30k một cặp nha các bạn. Rồi để mình giới thiệu cho thêm các bạn thêm một dòng mới nữa. Đây dòng này là Corex E Si Thu nha các bạn. Corex E Si Thu.
Si thu thì mình bán full tay mình bán 150 ngàn một cặp nha. Còn ribong tay bơ bướm á là mình bán đang bán 400k ngàn một cặp, là nhú tay nha các bạn nè, lên tay bộ game mình. Hôm nay thì mình chỉ show cá cho các bạn coi thôi. Các bạn nào muốn mua hàng thì cứ liên hệ qua Zalo, số điện thoại của mình để trên màn hình nha. Hoặc là Facebook, link Facebook Ruby Nguyễn Phạm nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình sẽ ra những clip hay hơn, hướng dẫn cho các bạn nuôi cá, giống như chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.